Sáng 9 tháng 9 năm 2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến trao bằng khen của Thủ tướng và của Bộ Công an cho các chiến sĩ đang trực tại chốt kiểm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. 8 bằng khen của Thủ tướng, 39 bằng khen của Bộ Công an đã được trao tặng cho các tập thể, cá nhân tại 4 địa phương. Đây là những tấm gương công an nhân dân đang tham gia trực chốt kiểm soát COVID-19 từ nhiều tháng và có những thành tích đáng khen ngợi trong thời gian chống dịch. Tại chốt kiểm soát quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh, cửa ngõ giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã thăm hỏi cũng như khảo sát tình hình kiểm soát phương tiện đi qua chốt. Tại đây, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao bằng khen cho 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh vì có những thành tích trong thời gian chống dịch. Đây là vùng có tỷ lệ nhiễm COVID cao nhất của Đông Long An đấy. Nên phải cố gắng hết sức cẩn thận, thực hiện tốt nhiệm vụ nhưng mà phải học hỏi kinh nghiệm của anh em địa bàn ở đây. Thực tế là lực lượng công an ở cơ sở đã từng bước làm chủ được tình hình và nòng cốt trong việc xây dựng xã phường là pháo đài chống dịch COVID-19. Và đến nay cái việc xây dựng pháo đài ở phường xã về phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả bước đầu và giúp cho thành phố đang triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch rất đúng hướng và đúng chiến lược. Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng đến khu vực chốt kiểm soát thuộc quốc lộ 1, đoạn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để trao bằng khen cho 2 chiến sĩ có thành tích tốt trong quá trình chống dịch. Kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Tiền phương giao bằng khen. Còn tại chốt quốc lộ 13, đoạn tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương, đoàn đã thăm hỏi động viên tinh thần các chiến sĩ. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao bằng khen của Thủ tướng và Bộ Công an cho 2 chiến sĩ tại đây. Trong đó, một chiến sĩ có thành tích vừa chống dịch vừa triệt phá được 13 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Số lượng thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại. Cũng trong buổi trao bằng khen, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu các chiến sĩ tại chốt kiểm soát cần gác lại những chuyện cá nhân để tập trung cao độ chống dịch. Mục tiêu trước mắt là cơ bản kiểm soát dịch sau ngày 15 tháng 9. Đồng thời, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhắc nhở các chiến sĩ tại địa phương cần sâu sát hơn để chăm lo, hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Nếu người dân gặp khó khăn, mắc kẹt trong phòng trọ, thì công an phải đến. Nếu công an không đến thì sẽ không ai đến được.